Chua hả? Được. Ngọt. Chiều chắc mua tàu hủ bỏ thêm quá. Hả? Ít. Ừ. Ngọt. Làm chứ nước mắm đi. Ừ. Được rồi. Vừa ăn ngon. Sao giòn vậy hả? Ừ. Ba gỗ nó hư rồi. Ừ. Cũng ra bội chứ. Ừ. Nhỏ ăn không? Chưa. Mấy đứa nhỏ ăn rồi à? Không bao nhiêu. Được không hỏi? Đâu. Cô làm từ Tết vậy hả? Ừ. Nó không ngon chứ. Hả? Ừ. Ừ, chua. Giam chua vừa ngon quá. Ừ. Xin chỗ phòng mà. Xin chỗ gì? Xin chỗ mà. Nhanh hả? Ừ. Mà chỉnh gì đâu. Út nguyên trái luôn hả? Ừ. Để đi luôn mà. Tại đó bơi mà mèo quá không dám vô. Ừ.